Về cậu Lâm, ân nhân của con ấy, bố đã cảm ơn cậu ta bằng một hợp đồng. À, vâng ạ. Con quen cậu ta lâu chưa? Hay mới biết nhau ở Hạ Long? Ở vị trí của bố, có rất nhiều người muốn tiếp cận. Cậu ta cũng thế thôi. Con biết đấy, bố sẽ không để mắt đến cậu ta nếu không liên quan đến con. Anh ấy không phải người như thế đâu. Không phải cứ thấy người có tiền thì người ta nhất định sẽ sán vào. Giống như cháu, cũng giống như anh ấy. Cậu ta cáo già hơn con tưởng nhiều. Những mối quan hệ của cậu ta không lúc nào là không có mục đích cả. Cháu không muốn nghe ạ. Đấy. Cái gì đây hả bác? Vài thứ để con hiểu rõ cậu ta hơn thôi. Cháu không cần đâu ạ. Cháu tin vào mắt mình hơn là góc nhìn của bác. Nếu con tự tin đến thế, tại sao lại không dám cầm? Dương ơi! Dương ơi! Cậu sao đấy? Dương! Sao đấy? Tôi đau quá à. Đau ở đâu? Cậu ốm à? Hả? Ê! Sao đấy? Tôi bị đá. Ai đá? Anh Lâm á? Đêm hôm qua, mối tình chưa kịp thành hình của tôi đã chết yểu rồi. Sao? Chuyện gì? Chính anh ta bảo tớ là thành một đôi đi. Xong rồi cũng chính anh ta tới đây nói với tớ là rút lại cái lời đấy. Tớ dễ dãi cho anh ta đùa giỡn như thế à? Sao lại thế đâu nhở? Tớ không biết đâu, tớ phải dưỡng thương tiếp đây. Bà vẫn không hiểu sao sếp tổng cạn tình đến thế. Không thể vì cái hợp đồng mà đối với ông Quyết được. Bảo sao ông Quyết đấm mày, nếu mà là tao, tao cũng đấm. Đáng đời tao mà. Tức là giữa tiền tài và tình cảm mày lựa chọn rồi đúng không? Ừ. Tao là bạn mày, tao cũng không thể nào ngủ được cái việc mày làm. Cô giáo Nguyệt à, anh đây. Anh Tùng à, anh có biết anh Lâm có chuyện gì không? Sao em hỏi anh như thế? Thì chính anh Lâm đề nghị để anh ý với Dương thành một đôi. Xong rồi tự nhiên đêm qua đến bảo là rút lại lời đề nghị đấy. Em cũng chả biết tại sao anh lại làm thế nữa. Hay là có chuyện gì? À, mọi thứ cứ loạn hết cả lên, anh cũng đang chóng mặt đây. Nhưng mà việc này bắt đầu là từ bố của Dương. Ông Quảng ấy. Ông Quảng ra điều kiện với Lâm là nếu như muốn Cường Xuân ký được hợp đồng thì phải cắt đứt mối quan hệ với cả Dương. Hóa ra anh Lâm là người như thế. Nếu như mà thế thì anh ấy cũng chẳng xứng đáng với Dương. Thật ra cũng khó xử với Lâm, nó buộc phải lựa chọn. Thật tình anh cũng không đồng tình với cách nó làm đâu.